chấn động, tiên tri tháng 4 âm lịch 2024, tuổi Canh Tý sinh năm 1960, thần tài mở kho ban lộc lớn, làm ăn trúng lớn, trúng số bất ngờ, tiền về chật két, cực giàu. Quý khán giả thân mến, Phật giảng nhân quả luân hồi, đời này tạo phúc không hưởng thì dành đời sau, đời này tạo nghiệp thì đời sau quả báo, làm người nếu muốn sống được bình thản, an lạc thì cần phải buông bỏ dục vọng, chi cầu, ngay cả như sức khỏe cũng vậy, sống đơn giản, thanh đạm, ắt có được sức khỏe bền lâu. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu xem liệu con giáp tuổi Canh Tý sinh năm 1960 sẽ vượt qua đại hạn, may rủi và những điềm báo gì đã hiện ra. Để nhắc nhở gia chủ, thì xin mời cô bác cùng theo dõi luận giải dưới đây. Trước khi đến với phần luận giải nội dung chi tiết, ta hãy cùng điểm nhanh qua tính cách của người tuổi Canh Tý sinh năm 1960, có đặc điểm gì nổi bật. Trong số 12 con giáp, chuột được chọn là con vật tiên phong dẫn đầu. Họ cũng luôn muốn mình sẽ là người đứng đầu trong mọi cuộc chơi. Theo quan niệm của người phương Đông, thì chuột còn được coi là biểu tượng cho sự tích lũy và sức khỏe. Còn người Trung Quốc và Nhật Bản thì coi đây là biểu tượng cho sự may mắn và giàu có. Khả năng lãnh đạo là bản tính của những người tuổi Canh Tý. Họ thông minh, lanh lợi và sống theo cảm tính. Họ rất hiếu động, tò mò và luôn suy nghĩ không ngừng. Là người tháo vát, xuất sắc và có sức sống vô cùng mãnh liệt. Với đầu óc sáng tạo thì người tuổi Canh Tý được biết đến qua sự thông thái của chính họ. Những công việc đòi hỏi kích thích trí óc và trong môi trường linh hoạt sẽ phù hợp với họ hơn. Tuổi Canh Tý rất giỏi đưa ra lời khuyên hay những đánh giá sắc sảo trong lĩnh vực tài chính và thách thức những trò thể thao. Những người cầm tinh con chuột được mọi người đánh giá là rất thông minh, tháo vát, nhanh nhẹn, chăm chỉ và có khả năng lãnh đạo đứng đầu, luôn sáng tạo và đưa ra cho sếp những ý tưởng táo bạo để công việc phát triển thuận lợi hơn. Chính vì vậy nên được đồng nghiệp và lãnh đạo vô cùng tin tưởng trọng phụng. Nhờ những tính cách trên cùng với sự kiên trì phải thực hiện công việc theo ý muốn mới thôi, những đức tính ấy sẽ giúp cho công danh, sự nghiệp của người tuổi Canh Tý rộng mở lên như diều gặp gió. Tuy kiếm được nhiều tiền, có cuộc sống giàu sang, thế nhưng lại không bao giờ chi tiêu hoang phí. Nhiều khi trong mắt những người xung quanh, họ còn là người tiết kiệm. Con đường sự nghiệp của người tuổi Canh Tý vô cùng thuận lợi, nhưng ở đường tình duyên lại không được như vậy. Khi đã yêu một ai đó thì sẽ rất nồng nhiệt, dành trọn vẹn tình cảm cho người đó và mong muốn đối phương của mình cũng đáp trả lại như vậy. Khi yêu thì sẽ nhường nhịn, quan tâm và chăm sóc người bạn đời rất nhiều, thế nhưng lại ghét bị kiểm soát. Chính vì vậy, nên nhiều khi họ sẽ cho đi nhiều hơn là nhận lại và sẽ cảm thấy mệt mỏi trong tình yêu. Tuổi Canh Tý có tính cách thân thiện, gần gũi, quảng giao, nên dễ dàng kết bạn và tạo được các mối quan hệ tốt đẹp với người khác. Vì vậy, không thể phủ nhận người ngoài luôn cảm nhận được sự hấp dẫn lạ kỳ của những người tuổi Canh Tý và luôn được mọi người yêu quý. Họ là người dễ gần, cần cù và sinh hoạt tiết kiệm. Ở người tuổi Canh Tý chúng ta thấy một sự gần gũi, chăm chỉ và cần kiệm, nên họ được rất nhiều người xung quanh quý mến. Vẻ ngoài trầm lắng, kiệm lời và có phần nghiêm túc, nhưng thực tế bên trong họ lại là những người vô cùng sôi nổi, vui vẻ, đôi lúc dễ bị kích động. Rất may khả năng tự kiềm chế bản thân của họ rất tốt. Họ thông minh, nhanh nhẹn và đầy sáng tạo, nên luôn thổi một luồng gió mới cho công việc cũng như cuộc sống của chính mình. Tuổi Canh Tý vốn thông minh, lanh lợi, đa mưu, túc trí, lại đa năng, đến giờ đã xây dựng được nền tảng cơ bản trong sự nghiệp có phần thong thả, đỡ vất vả hơn so với những năm trước, vị trí vững chắc, lương bổng ổn định, tài lộc ngày càng gia tăng, thời vận của tuổi Canh Tý từ nay trở đi sẽ vô cùng vượng, có nhiều mối quan hệ tốt đẹp, công việc được quý nhân nâng đỡ, đều tiến triển một cách thuận lợi. Hơn nữa, nhờ tính cách vui vẻ, dễ thương, nồng hậu và rộng rãi, mà Canh Tý luôn được quý nhân phù trợ, bạn bè xung quanh yêu thương, giúp đỡ. Theo đánh giá chung thì tuổi Canh Tý đều có khả năng lãnh đạo. Đây cũng là bản tính vốn có trong con người họ. Khả năng lãnh đạo khi kết hợp cùng trí thông minh, sự lanh lợi và không ngừng suy nghĩ, tìm tòi, giúp họ trở thành người có sức sống mãnh liệt, linh hoạt trong cuộc sống và luôn tìm ra phương hướng mới cho mọi vấn đề. Để tận dụng hiệu quả những khả năng của người tuổi Canh Tý thì họ nên làm ở một môi trường mới thoải mái, linh hoạt. Một điều cực kỳ tuyệt vời, đó là sự thích nghi với môi trường rất tốt. Họ không chỉ có óc sáng tạo, mà khả năng ứng biến nhanh, sẵn sàng vượt mọi khó khăn, nên dù làm bất kỳ công việc gì, thì họ cũng sẽ thu về thành quả nhất định. Đặc biệt, tuổi Canh Tý được đánh giá tốt trong lĩnh vực tài chính hoặc thể thao. Trong công việc làm ăn, buôn bán, Canh Tý luôn có tầm nhìn xa nên rất dễ thành công. Về gia đạo,
mọi người trong gia đình rất ít khi cãi nhau, cho nên cuộc sống thường hòa thuận, vui vẻ. Càng về già thì cuộc sống càng an nhàn, thảnh thơi hơn khi còn nhỏ. Tuy nhiên, sức khỏe lại không được tốt, vì vậy cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe, chế độ ăn uống hàng ngày nhiều hơn nữa. Theo tử vi chọn đời tuổi Canh Tý, từ trung vận trở đi, con giáp này sẽ may mắn liên tiếp, nhận lộc trời ban, công việc suôn sẻ, thuận lợi, sự nghiệp đi lên như diều gặp gió. Dù làm trong lĩnh vực nào, họ cũng đạt được nhiều vị trí quan trọng, được mọi người tin tưởng, yêu quý. Họ khiến người khác khâm phục mình bởi sự tập trung, sáng tạo trong công việc, sự nghiệp thăng tiến mạnh, vận tài lộc cũng theo đó mà tới. Tài lộc của Canh Tý rất dồi dào và bất tận, của cải tích chữ nhiều, cuộc sống êm ấm, hạnh phúc, càng về già càng nhận được nhiều thành quả và phước báu, có cuộc sống giàu sang phú quý, đủ đầy, an nhàn hưởng phúc bên con cháu. Nữ mệnh tuổi Canh Tý, cuộc đời của nữ mệnh Canh Tý suôn sẻ, không có nhiều vất vả, càng về trung vận và hậu vận thì cuộc sống càng hạnh phúc, yên ấm và nhận được nhiều niềm vui từ con cháu, gia đạo thì thường ấm no, hạnh phúc do các thành viên trong gia đình vì biết giúp đỡ, lắng nghe ý kiến của nhau, đồng thời cùng vun vén, giữ gìn hạnh phúc gia đình. Sức khỏe cũng khá tốt, ít ốm đau bệnh tật, nếu biết làm nhiều điều tốt, tích đức thì sẽ kéo dài tuổi thọ. Nam mệnh tuổi Canh Tý, cuộc đời của những người nam tuổi Canh Tý sẽ có nhiều thay đổi tích cực khi vào độ tuổi từ 30 trở đi. Lúc này sẽ dần gặt hái được những thành công trong công việc, dư giả hơn trong chuyện tiền bạc. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi con giáp tuổi Canh Tý sinh năm 1960 trong tháng 4 âm lịch. Tử vi tháng 4 âm lịch của tuổi Canh Tý cho thấy tương xung ảnh hưởng tới vận trình sự nghiệp của bản mệnh, khiến những cái kế hoạch dường như đang rất ổn thỏa có thể tự nhiên chệch khỏi đường ray. Thế nên, bạn phải tốn công tốn sức khá nhiều trong việc điều chỉnh lại mọi thứ. Mặc dù không phải đối đầu với những việc không thể xử lý, nhưng đôi khi bạn vẫn cảm thấy chán nản, muốn vứt bỏ hết. Thế nhưng, xem ra tháng này muốn lùi cũng không được. Ngũ hành xung khắc tác động tiêu cực tới mối quan hệ trong gia đình, căng thẳng có thể kéo dài. Cho dù bạn đã xuống nước và muốn xin lỗi, bạn cần thêm một thời gian nữa để người ta hiểu ra tình hình. Không nên ép họ phải hiểu bạn ngay lập tức, mọi việc lên xuống thăng trầm theo cảm xúc của bạn. Tháng này bạn có xu hướng hành động quá cảm xúc, việc này khiến công việc không đủ phân minh. Nếu cứ để ra sự vướng mắc thì sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống, khiến bạn bi lụy và không thể làm gì. Nguyệt lệnh lâm thai đại diện cho sự chuyển hóa tiến triển trong tháng này. Vì thế, nếu nhận ra việc gì cần thay đổi thì bản mệnh nên cố gắng tập trung sửa chữa ngay. Kết quả lúc này rất đáng kể, bạn không nên trì hoãn, sẽ lãng phí đi các nguồn lực đang có. Tiếp theo sau đây sẽ là luận giải chi tiết về vận trình tử vi trên từng phương diện của tuổi Canh Tý sinh năm 1960 trong tháng 4 âm lịch. Xét về phương diện sự nghiệp của tuổi Canh Tý sinh năm 1960 tháng 4 âm lịch. Căn cứ vào tử vi tháng 4 âm lịch của 12 con giáp âm lịch, nhiều cơ hội mới mở ra, nhưng bạn cũng phải thận trọng trong việc chọn lựa. Khi vàng thau lẫn lộn thì càng đòi hỏi bạn phải tỉnh táo trong phán đoán, nhưng nhìn chung, không có nhiệm vụ nào quá khó. Nếu bạn đủ tập trung để xử lý vấn đề, mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của con giáp tuổi Canh Tý. Thiên vũ cát tinh giúp con giáp tuổi Canh Tý phát huy được khả năng ăn nói của mình, thậm chí bản mệnh có thể biến nguy thành cơ, nhờ vào việc ăn nói khéo léo, thu phục lòng người. Chính quan chàng đầy cảm hứng, được đồng nghiệp lắng nghe và cấp trên đánh giá cao, khi được khen ngợi, bạn càng làm việc chăm chỉ, hăng say hơn, không nề hà bất cứ việc to nhỏ, lớn bé gì. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Canh Tý sinh năm 1960 trong tháng 4 âm lịch. Xem tử vi tháng 4 âm lịch của tuổi Canh Tý cho thấy, về phương diện tài lộc có dấu hiệu khởi sắc, nhất là những ai làm ăn thu hút nhiều dòng tiền về mình. Những người làm ăn kinh doanh còn biết tận dụng ưu thế, chiếm được lòng tin của bạn hàng, nên không cần dùng nhiều vốn mà vẫn có hàng luân chuyển đều đặn. Tuy nhiên, bản mệnh không được chủ quan, khi mà tháng này Canh Tý chịu ảnh hưởng bất lợi của đại hao, số tiền tiêu ra khá nhiều, nhất là trong các khoản chi cho đồ có giá trị lớn. Nếu không có kế hoạch từ sớm thì bản mệnh cũng rất căng thẳng. Bạn nên nhớ rằng, kiếm được nhiều nhưng tiêu quá nhiều sẽ không tốt cho tài chính của bạn trong tương lai. Nếu việc này còn kéo dài, sẽ khiến bạn dễ rơi vào tình trạng nợ nần đấy nhé. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Canh Tý sinh năm 1960, tháng 4 âm lịch. Trong tháng 4 âm lịch, người tuổi Canh Tý bận rộn và dường như say sưa vào các dự án lớn nhỏ.
vì mải mê theo đuổi các cơ hội mà bạn trở nên lơ là trong khía cạnh sức khỏe. Ngũ hoàng bay về phương đông nam, bản mệnh cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn, đừng chỉ tập trung vào công việc mà quên việc quan trọng này. Nghỉ ngơi để nạp năng lượng tích cực là điều con giáp tuổi Canh Tý cần làm cho tháng mới. Chọn lựa môn thể dục phù hợp, giúp bạn gạt bỏ những mệt mỏi và có thêm động lực. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo của tuổi Canh Tý sinh năm 1960, tháng 4 âm lịch. Tử vi tháng 4 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, trong gia đình có chút mâu thuẫn nhưng sẽ sớm qua đi. Do đó, tuổi Canh Tý không nên phiền lòng, có thể vợ chồng đứng về phía bạn trong hoàn cảnh hiện tại. Nhưng đừng lấy đó là cái cớ để chống lại mọi người trong nhà. Để môi trường trong gia đình lành mạnh thì bạn nên cố gắng hiểu tính cách mỗi người một chút. Khi đó, bạn sẽ dễ cảm thông hơn, hạn chế được những tranh cãi không đáng có. Nguyệt lệnh lâm thai tốt cho những gia đình tuổi Canh Tý đang mong chờ con cháu sẽ có bầu bí hoặc việc sinh con sẽ thuận buồm xuôi gió. Nếu gia đình có kế hoạch cho những việc như trên thì hãy chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo. Khẩu quyết, tuổi Canh Tý có một tháng vượng tài, vượng lộc, tiền bạc vô cùng rủng rỉnh. Quý nhân, tuổi Thân, tuổi Hợi, tiểu nhân, tuổi Mão, tuổi Dậu. Màu sắc may mắn, đen, xanh da trời. Con số may mắn, 15-77-20. Tiếp theo chương trình sẽ là phần luận giải chi tiết vận trình tử vi từng tuần của tuổi Canh Tý sinh năm 1960 tháng 4 âm lịch. Tử vi tuần đầu tiên tháng 4 âm lịch cho tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Xét về phương diện sức khỏe, do chịu ảnh hưởng bất lợi từ xung thái tuế và tử cục nên sức khỏe của Canh Tý cũng gặp nhiều bất lợi, cần chú ý nhiều hơn tới phương diện này. Cuộc sống còn nhiều nỗi lo đè nặng khiến tinh thần của con giáp này giảm sút, sức khỏe cũng đối diện nhiều vấn đề nguy cấp. Do đó, bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi và dưỡng sinh để nâng cao sức khỏe. Bên cạnh đó, hung vận quá lớn có thể gây ra các sự cố tai nạn họa huyết quang ngoài ý muốn. Bản mệnh cũng nên chú ý giữ an toàn khi làm việc, tay chân di chuyển đi lại. Tuần này, tốt nhất nên tránh tham gia các trò mạo hiểm như leo núi, nhảy dù. Xét về phương diện gia đạo, tuần này nguyệt lệnh lâm tử ở Canh Tý, hung tinh này hoành hành, khiến bản mệnh đa sầu, đa cảm, nhiều muộn phiền, nhưng lại không chịu chia sẻ với mọi người xung quanh, nên tâm trạng lúc nào cũng nặng trĩu. Khi không giải tỏa được áp lực tâm lý, tinh thần sa sút, bạn có xu hướng sinh hậm hực với mọi người xung quanh, không còn tâm trí đâu mà bồi dưỡng tình yêu của mình nữa, dần dà vận trình gia đạo giảm sút. Tương xung còn khiến các mối quan hệ gia sự của Canh Tý gặp nhiều bất lợi, nỗi buồn phiền nhiều hơn, niềm vui không ít lần phải chịu tổn thương, nhưng không được thấu hiểu, bạn cần chủ động hơn trong các mối quan hệ, dành nhiều thời gian cho gia đình, quan tâm tới bạn đời, con cháu và cha mẹ, thay vì mải mê với lý tưởng của mình. Xét về phương diện tài lộc, tuổi Canh Tý gặp tuần xung thái tuế, lại không được nguyệt lệnh ủng hộ, thêm cả đại hao hung tinh hoành hành, đủ loại điềm báo bất lợi cho thấy, tài lộc của người tuổi Canh Tý có thể suy giảm rất mạnh. Với người làm công việc ổn định, công việc bất ổn kéo theo thu nhập trong tuần bấp bênh, thậm chí nếu không đủ tập trung, bạn có thể sẽ gây ra sai sót, buộc phải bỏ tiền túi để khắc phục hậu quả hay bồi thường thiệt hại. Việc làm ăn kinh doanh ở thời điểm này không ổn định, khó tụ tài, lúc này bạn chỉ nên tiếp tục hoàn thiện cái cũ, hạn chế tiến hành dự án hay kế hoạch mới, tỷ lệ thành công không cao. Hơn nữa, rủi ro tiềm năng khá lớn, đừng quên làm ăn càng lớn thì rủi ro càng cao, nên đi từng bước thật chậm nhưng vững vàng. Những suy nghĩ làm giàu bất chấp cũng nên được loại bỏ, chớ nên nghe lời đường mật, dụ dỗ của người khác mà đâm đầu mù quáng kẻo vướng họa lao ngục hoặc thế chân cho kẻ khác. Tuần này, bạn cần hạn chế vay mượn, thế chấp, nhất là vay mượn cho người khác dưới danh nghĩa của mình. Kẻo người chịu thiệt chính là bạn. Thời điểm này, bạn cũng nên đề phòng bị mất cắp, trộm cướp, đồ đạc có giá trị nên được bảo quản cẩn thận, nhất là khi đến nơi đông người, chớ nên hớ hênh, tạo điều kiện cho kẻ gian dòm ngó và trộm mất. Xét về phương diện sự nghiệp, xem tử vi tuần của tuổi Canh Tý cho thấy, phương diện công việc dự báo đây là một tuần vất vả và nhiều suy nghĩ trăn trở với con giáp này. Đồng thời, cả tương xung thái tuế và nguyệt lệnh lâm tử giáng họa, xui xẻo có thể ập tới, gây nhiều cản trở cho công việc của người Canh Tý. Cạnh tranh hay áp lực trong tuần không thể thiếu, bạn sẽ cần tự điều chỉnh để thích nghi thì mới mong sớm vượt qua tai họa lần này. Quá trình triển khai kế hoạch công việc không diễn ra như mong muốn, nhiều vấn đề vượt khỏi tầm kiểm soát, làm gì cũng có cảm giác trục trặc, bất thuận, nhất là những việc liên quan đến thủ tục, giấy tờ hành chính,
đã mất tiền rồi mà vẫn chưa giải quyết êm xuôi, phải mất công, mất sức, tổn hao trí lực. Tuần này còn ẩn tàng điều tiếng thị phi, có tiểu nhân ngấm ngầm hãm hại, nhắc nhở tuổi Canh Tý hành sự tỉnh táo và bình tĩnh, đừng lơ là khinh suất, kẻo sập bẫy kẻ xấu, ảnh hưởng tồi tệ đến toàn cục diện. Tương xung còn khiến các mối quan hệ trong công việc gặp nhiều trục trặc, trong quá trình làm việc, con giáp này dễ gặp phải đối tác khó khăn, cố chấp, khó thuyết phục, đồng nghiệp không hiểu ý, áp lực từ cấp trên đè nặng càng khó khăn hơn. Nếu đối phương còn có thành kiến sẵn với bạn trong khoảng thời gian này, việc cải thiện mối quan hệ xã hội là điều vô cùng cần thiết. Vì vận khí giảm, nếu không có quý nhân giúp sức, e rằng một mình bản mệnh ứng phó với khó khăn sẽ vô cùng vất vả. Vậy nên, bạn nên chú ý cách hành xử của mình trong mọi tình huống, sống dĩ hòa vi quý, điều chỉnh lại thái độ khi nói chuyện với mọi người và khách hàng, nên thể hiện sự thành ý nhiều hơn, đặc biệt, không nên thể hiện cái tôi quá mạnh, lắng nghe ý kiến của mọi người để điều chỉnh bản thân, đó mới là người thông minh. Tử vi tuần thứ 2 tháng 4 âm lịch, cho tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Xem tử vi tuần 2 của tuổi Canh Tý, về sức khỏe cho thấy, việc hối thúc bản thân tập thể dục thể thao lúc này không nên chỉ nhờ vào ai đó nhắc nhở. Bạn hãy rèn luyện cho mình khả năng tự lập, vì chăm sức khỏe cũng là cách để rèn giũa cả thân và tâm của bạn. Thời gian này, đừng vì buồn chán mà ăn vặt quá nhiều, con giáp tuổi Canh Tý nhé. Hiện tại thì việc này giúp bạn đỡ đói và không thấy rõ ảnh hưởng của nó. Nhưng thực ra đó là nguyên nhân béo phì, thừa cân một cách mất kiểm soát của đa số chúng ta đấy. Nếu có bệnh gì, dù là nhỏ thôi, bạn cũng phải dành thời gian tìm hiểu kỹ và kết hợp với lời khuyên của bác sĩ để chữa bệnh càng sớm càng tốt, tránh việc để quá lâu, lúc đó việc chữa trị lại trở nên khó khăn vô cùng. Bạn có biết rằng, giấc ngủ của mình rất quan trọng, nó giúp cho bạn được hồi sức sau một ngày làm việc mệt mỏi. Vì thế, đã đến lúc bạn cần tìm cách để cải thiện giấc ngủ của mình, vừa đủ giờ và đủ sâu, vì đó là cải thiện sức khỏe vô cùng hiệu quả mà không có loại thuốc nào sánh bằng. Xét về phương diện tình duyên, nhất bạch gặp thất xích là sinh nhập, mang lại tín hiệu cho tuổi Canh Tý. Người ta thường nói im lặng là vàng, nhưng đó cũng chính là một thứ vũ khí có thể hủy hoại nhiều mối quan hệ của bạn đấy. Bạn có thể nhân cơ hội này để chia sẻ, nói chuyện nhiều hơn với một nửa của mình. Những tâm tư, suy nghĩ mà bạn giữ kín bấy lâu nay, nếu ai đó nói với bạn rằng họ đang thay đổi, nhưng hình như bạn không tin họ cho lắm, tại sao không thử nhẫn nại với họ nhỉ? Có thể những thay đổi ấy chưa lập tức được thể hiện rõ ràng thì sao? Bình tĩnh chờ đợi thêm xem sao nhé. Ngoài ra, bạn nên biết lắng nghe, thấu hiểu đối phương muốn gửi gắm điều gì, từ đó tự hỏi bản thân, nếu mình là người thân, mình có thể hành xử như vậy không? Nếu hiểu và trả lời được các câu hỏi tại sao, thì hãy cảm thông nếu có thể. Trong tình yêu, việc lắng nghe để cảm thông và thấu hiểu là hết sức quan trọng. Nó cho thấy bạn quan tâm đến đối phương nhiều như thế nào. Xét về phương diện tài lộc, xem tử vi tháng 4 âm lịch, vận trình tài lộc của con giáp tuổi Canh Tý lúc này khá trầm lắng, không có nguồn thu lớn nào và cũng không phải tiêu pha quá nhiều. Nếu có mong muốn mua một món đồ nào ngoài dự tính, bạn cũng kiềm chế lại để thời gian xem xét khoảng một tuần mới quyết định, để xem đó có phải là món đồ đáng mua hay không. Nhìn chung, bạn vẫn có thể kiểm soát được tình hình tài chính của mình mà không phải lo lắng gì quá nhiều. Vì bạn có ý thức cao về tiết kiệm, trong tình hình khó khăn như hiện tại, bạn có thể dự đoán được những khó khăn trong thời gian tới, nên không dám tiêu pha hoang phí. Thời gian phải đối mặt với chông gai cuộc sống cũng là cơ hội để bạn nhìn nhận lại những quyết định sai lầm về tiền bạc trước đây. Đừng bướng bỉnh, cố chấp nữa. Hãy dành sự tĩnh lặng để xem mình còn những điểm yếu gì cần cải thiện. Không ai hoàn hảo cả và bạn phải biết thừa nhận đã, thì mới có thể thay đổi được tình hình tuần này. Tuy bạn không có nhiều tiền để có thể giúp đỡ nhiều người, nhưng nếu đó là một khoản nhỏ trong khả năng mà bạn có thể xoay sở, thì nên hỗ trợ họ bạn nhé. Số tiền bạn giúp tuy nhỏ, nhưng đủ mang lại điều ý nghĩa lớn lao cho người khác. Xét về phương diện sự nghiệp, dường như con giáp tuổi Canh Tý đã nỗ lực rất nhiều trong công việc, nhưng xem ra mọi việc không hoàn toàn được như những gì bạn mong đợi. Việc sáng tạo trong các nhiệm vụ được giao là cần thiết, nhưng xem ra không được ghi nhận. Tuần này, bản mệnh phải lưu ý vì khó tránh khỏi những sai sót nhỏ khi bạn lơ là. Điều quan trọng là tìm cách sửa sai ngay lập tức, đừng lãng phí quá nhiều thời gian cho việc ai đúng, ai sai. Vào thời điểm đó, bạn có biết mình là con giáp giỏi chịu đựng không? Biết đầu hàng trước khó khăn lúc này không phù hợp cho việc bạn cố tình gây ấn tượng với ai đó. Chỉ cần xác định đâu là nhiệm vụ của mình, thì cố gắng hoàn thành tốt nhất có thể. Nếu bản thân còn chỗ nào yếu hay sai sót, thì nhờ người hỗ trợ giúp đỡ. Đừng ngại thừa nhận điểm yếu của mình,
vì không ai hoàn hảo cả đâu. Tuần mới, con giáp tuổi Canh Tý nên cố gắng tập trung vào công việc của mình, tránh để xảy ra lỗi, thời gian để sửa lại sẽ tiêu tốn của bạn kha khá thời gian và công sức. Ngoài ra, bản mệnh nhớ thực hiện đúng thời hạn, đừng để việc gì bê trễ, kẻo bạn mất uy tín với cấp trên, hoặc làm chậm dự án của mọi người. Năng lực quan trọng, nhưng thái độ của bạn trong công việc còn quan trọng hơn, vì qua đó người ta mới xác định hiệu quả công việc của bạn. Tử vi tuần thứ 3 tháng 4 âm lịch, cho tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Xét về phương diện sức khỏe. Theo tử vi tuần mới, sức khỏe của tuổi Canh Tý trong tuần không có gì đáng phải lo ngại. Bản mệnh có thể mắc phải bệnh vặt khi chuyển mùa nhưng không quá nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi hợp lý là ổn. Thời điểm này nắng nóng kéo dài, bản mệnh nên có ý thức bảo vệ chính mình, đừng đi ngoài nắng quá lâu, cần dừng lại trong bóng râm nghỉ ngơi để giảm nhiệt cho cơ thể, chú ý uống nhiều nước để không bị mất nước quá nhiều. Xét về phương diện tình duyên, cục diện tương xung ngán trở, nên vận trình gia đạo của tuổi Canh Tý trong khoảng thời gian này không được tốt, có nhiều buồn phiền về tình cảm. Sự mâu thuẫn trong gia đạo cũng xảy ra, hai bên không ngừng tranh cãi vì những chuyện còn con, từ bé xé ra to, nâng cao quan điểm, khiến cho ngọn lửa đã cháy là không thể dập tắt. Những vết rạn nứt gia đạo cũng từ đó mà xuất hiện ngày càng nhiều. Gia đình tuổi Canh Tý có thể sẽ thấy khoảng cách giữa các thành viên trong gia đình càng ngày càng lớn. Nếu còn muốn giữ gìn gia đình, thì nên nhanh chóng tìm cách giải quyết trước khi quá muộn. Xét về phương diện tài lộc, theo tử vi tuần này, đây không phải tuần phát tài của tuổi Canh Tý, bởi thời điểm này xuất hiện khá nhiều nguy cơ phá tài. Dù bản mệnh đã có nhiều cố gắng và nỗ lực, nhưng cũng không thể nào hóa giải được hết. Đại hào hung tinh tới, hung vận quá lớn, chuyện làm ăn kinh doanh chỉ cần hòa vốn chứ chẳng dám mong cầu có lãi. Nguy cơ thua lỗ là khá lớn, con giáp này cần thận trọng khi có kế hoạch tiến hành cầu tài, đầu tư hay mở rộng quy mô kinh doanh. Xem tử vi khoa học tuổi Canh Tý cần lưu ý. Đừng tùy tiện cho người khác vay mượn tiền bạc, đồng tiền đi liền khúc ruột, kể cả người thân quen cũng phải xem xét rõ lý do vay mượn và khả năng chi trả, trừ khi bạn xác định cho vay là mất thì không cần phải lăn tăn. Lục bạch chủ tài lộc nhập cung chính đông, người cầm tin con chuột muốn giảm bớt nguy cơ phá tài, thì nên chăm chút hơn cho phương vị chính đông trong nhà, đặt bể cá hay bát nước thả hoa ở đây để tài vận khởi sắc hơn. Xét về phương diện sự nghiệp, theo dõi tử vi tuần, tuổi Canh Tý sẽ có những bước tiến khá lớn trên con đường sự nghiệp, bản mệnh được chính quan nâng đỡ, nhìn thấy hướng đi đúng đắn cho mình. Thêm vào đó, các tinh nguyệt mã thiên vũ luôn ở bên tương trợ, dù có khó khăn cũng sẽ dễ dàng vượt qua, càng là thử thách khó nhằn, thì càng thể hiện được năng lực của con giáp này, bản mệnh có thể nhận được lời khen từ phía cấp trên. Nếu có khó khăn mà không tìm được cách giải quyết, hãy mạnh dạn hơn, tham khảo ý kiến của những người đi trước, đừng e ngại, tự tôn quá cao, mà để mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng xấu quá mức, tới khi muốn cứu chữa cũng không còn cách nào hiệu quả. Dù có chuyện gì xảy ra, thì cũng cần phải bình tĩnh, nếu hoảng loạn sẽ dẫn đến nhiều hệ quả xấu, mà dễ thấy nhất chính là thiếu tỉnh táo để đưa ra quyết định đúng đắn, sai lầm nối tiếp sai lầm. Bác Bạch Tinh nằm ở trung cung, nhà cửa nên quét dọn sạch sẽ, chính giữa nhà không nên để quá nhiều đồ đạc lộn xộn, sẽ giúp cho gia chủ tinh thần minh mẫn, sáng suốt hơn. Có thể trưng tháp văn chương trên bàn làm việc để đảm bảo tâm trí mẫn tuệ. Tử vi tuần cuối cùng tháng 4 âm lịch, cho tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Xem tử vi tuần của tuổi Canh Tý về sức khỏe cho thấy, do phạm cục diện tương xung thái tuế, nên người tuổi Canh Tý không thể nào chủ quan về vấn đề sức khỏe của mình như trước, có dấu hiệu thể lực giảm sút mạnh. Vì thế, bản mệnh nhớ chăm chỉ tập luyện để tăng sức đề kháng cho bản thân. Vấn đề dinh dưỡng cũng cần được quan tâm, bạn chớ nên bỏ bữa hay ăn nhiều đồ nhanh, nên đa dạng khẩu phần ăn đầy đủ. Ngoài ra, tránh làm việc quá sức gây sức ép cho tinh thần quá thường xuyên kẻo đổ bệnh. Tuần này, có nhị hắc xuất hiện ở trung cung, vị trí chính giữa nhà, phòng hung tinh phát tác mạnh, có thể gây hại cho sức khỏe của chính bạn và người nhà. Theo đó, tại khu vực này, cần chú ý sắp xếp, bài trí đồ đạc gọn gàng, di chuyển các đồ vật kích thước lớn, hoặc có chứa từ trường nhiễu loạn như tivi, tủ lạnh, như vậy sẽ hạn chế hung tinh của sao này, tránh gây hại cho gia đình bạn. Xét về phương diện gia đạo, cục diện tương xung ảnh hưởng khá mạnh về gia đạo của tuổi Canh Tý trong tuần này. Nhìn chung, tuổi Canh Tý liên tục gặp các vấn đề rắc rối, đau đầu về chuyện gia đạo. Trong tháng, các gia đình phải đương đầu với không ít biến động, đời sống hôn nhân nhiều xung đột, mâu thuẫn,
khiến không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng, mâu thuẫn liên tục phát sinh, sự hoài nghi phủ màu ảm đạm lên gia đạo, thậm chí có thể xuất hiện tư tưởng ngoài luồng, tìm kiếm sự an ủi từ bên ngoài. Cẩn thận, đó chính là nguy cơ khiến gia đình tan vỡ. Xem phi tinh tuần, phương vị đảo hoa trong tuần này là vị trí đông nam, nơi có sao nhất bạch chủ nhân duyên cư ngụ. Bản mệnh có thể đặt một lọ hoa tươi ở khu vực này để kích hoạt nhân duyên vượng, thúc đẩy gia đạo thuận lợi. Nên nhớ thay hoa trước khi bị héo úa, để tránh phản tác dụng. Xét về phương diện tài lộc, theo tử vi tuần của 12 con giáp cho thấy, trong tuần này, người tuổi Canh Tý chẳng những không có tài tinh chiếu mệnh, đã vậy, hung tinh đại hao chủ về hao tán tiền của hoành hành, khiến tài vận giảm sút khá mạnh, liên tục xuất hiện tình trạng phá tài. Tuần này, đường tài vận kém sắc, có hiện tượng phá tài rõ ràng, nhưng do đại hao hung tinh chiếu mệnh, lại thêm kiếp tài cản trở, cần lấy tích lũy, làm chậm chỉ tiêu, cân nhắc hợp lý, tránh lãng phí, kẻo rơi vào tình trạng vay mượn, do hung tinh này gây hao tán tiền của. Người làm công ăn lương, tài vận ổn định hơn người làm việc tự do kinh doanh buôn bán. Tuy nhiên, ổn định đồng nghĩa với việc để tạo ra sự đột phá thì không hề dễ dàng với người kinh doanh buôn bán. Thời điểm này, chỉ nên tiếp tục hoàn thiện kế cũ, hạn chế tiến hành dự án hay kế hoạch mới đầu tư tại thời điểm này không phải là quyết định khôn ngoan, nhất là những hạng mục mang tính mạo hiểm, làm ăn càng lớn thì rủi ro càng cao, nên đi từng bước thật chậm nhưng vững vàng. Theo tử vi tuần vào phi tinh tuần này, bác bạch tài tinh bay vào hướng Tây Nam, đây là phương vị vượng tài khí, vì thế tuổi Canh Tý có thể đặt biểu tượng thuyền buồm phong thủy tài lộc tại đây để thúc vượng khí, thúc đẩy việc kinh doanh buôn bán thêm thuận lợi và gặp nhiều may mắn về tiền bạc hơn. Xét về phương diện sự nghiệp, xem tử vi tuổi Canh Tý, công việc trong tuần này có khá nhiều thay đổi, biến động theo cả hai chiều hướng tích cực và tiêu cực, bản mệnh chịu ảnh hưởng của cục diện xung thái tuế, khiến công việc có nhiều thay đổi, dịch chuyển, mưu sự chật vật, gặp nhiều trở lực hơn trước, dẫn đến tâm lý bất an, làm việc thường sao nhãng, thiếu quyết đoán, vì thế mà không ít lần phạm sai lầm, dẫn tới kết quả công việc chưa đâu vào đâu, bản mệnh cần nỗ lực gấp nhiều lần mới đạt được kết quả như ý muốn. Thời điểm này cũng tiềm ẩn nhiều hung hạn, khẩu thiệt thị phi, bạn cần hết sức thận trọng ở mọi phương diện, người làm công chức văn phòng nên chuyên tâm tới công việc của mình, người làm nghề liên quan tới tài chính, giấy tờ, cần lưu ý các con số chữ ký, đàm phán. Dù có hung tinh xung chiếu, nhưng tuần này chưa chắc đã toàn nhiều điều tiêu cực với bản mệnh. Chỉ cần bạn duy trì được tinh thần lạc quan, luôn nhìn về phía trước, thì dù biến động lớn cỡ nào cũng không quá đáng lo ngại. Nhất là khi bản mệnh được nguyệt lệnh Lâm Đức Đế vượng hỗ trợ, lại thêm cát tinh nguyệt mã và thiên vu mang tới nhiều cơ hội khẳng định năng lực. Tuy có vất vả bước đầu, nhưng kiên trì theo đuổi vẫn đạt được kết quả khả quan. Hãy làm những gì bạn cho là cần thiết, bất kể kết quả ra sao. Dám làm dám chịu sẽ là bí quyết giúp bạn có được thành công rực rỡ. Thế nhưng, mặt trái là nguyệt lệnh thôi thúc cái tôi cá nhân, dễ khiến bản mệnh trở nên cao ngạo, kiêu căng làm mất lòng người khác, đồng nghĩa với việc mất đi cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Do đó, hãy luôn giữ thái độ khiêm tốn, biết mình biết ta, không ngừng trau dồi và tích lũy kinh nghiệm để trang bị cho bản thân những hành trang vững vàng nhất. Vâng, quý vị thân mến, chương trình đến đây xin phép được khép lại. Chúc quý bản mệnh tuổi Canh Tý sinh năm 1960 nắm được vận mệnh phú quý. Chúc quý khán giả viên mãn, sức khỏe, dồi dào, hạnh phúc. Bên cạnh đó, quý khán giả đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập chương trình và cập nhật những video bổ ích trong thời gian sớm nhất quý khán giả nhé. Minh Đường Tử Vi xin kính chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.